Từ vi chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 20 tháng 8 năm 2024 âm lịch, ngày kỳ Sửu, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn. Xung ngày, đinh mùi, ất mùi xung tháng, đinh Mão, tân Mão. Đinh Dậu chủ nhật này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương? dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1 tuổi Tý ngày 22 tháng 9 năm 2024 tuổi Tý đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tốt đẹp vì có cát tinh trợ mệnh song con giáp này vẫn luôn tâm niệm rằng phải tự mình cố gắng không thể dựa vào người khác mãi được chính vì thế bản mệnh đã luôn nỗ lực làm việc hết mình và giành được không ít thành quả tuy nhiên tuổi tý gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ có thể một người thân quen nào đó không thật lòng và con giáp này cảm thấy thất vọng chuyện tình cảm cũng rối ren con giáp này chỉ còn cách duy nhất là đối mặt hãy đối diện với cảm xúc của mình đừng kéo dài thêm những muộn phiền khi càng nghe nhiều ý kiến của mọi người bản mệnh càng cảm thấy khó chịu hơn tuổi tý được khuyên cần nhiều thời gian hơn cho việc tĩnh tâm nhìn lại mọi việc việc này không chỉ giúp con giáp này xử lý được các tình huống khôn ngoan hơn mà còn giảm stress hỗ trợ cải thiện sức khỏe Giờ tốt trong ngày, 17 giờ 19 giờ quý nhân phù trợ. Dần, mùi màu sắc cát tường, đen, trắng. 2. Tuổi sửu ngày 22 tháng 9 năm 2024 sửu có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp có thể những mối quan hệ bản mệnh xây dựng quá mức phức tạp. Đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu. Con giáp này vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song khi đối diện với khó khăn, không nên quá nhanh nhào. Thực hiện những hành động không đúng mực, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động để không khiến chuyện bé xé ra to. Trên phương diện tình cảm, Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Cả hai người đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, tí. Dậu màu sắc cát tường, cà phê, xám. 3. Tuổi dần ngày 22 tháng 9 năm 2024 dần làm việc khá chảnh mảng. Người một nơi nhưng đầu óc một nơi, suy nghĩ cũng có phần thiếu logic hơn thường ngày. Hiệu suất công việc vì vậy khó đạt yêu cầu. Bản mệnh cũng khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc với người khác. Bình thường nếu làm việc độc lập, bản mệnh rất xuất sắc nhưng khi kết hợp với người khác thì lại hoàn toàn chim nghỉm. Tuổi dần nên điều chỉnh lại bản thân để có thể phối hợp nhịp nhàng với người khác. Thêm vào đó, về mặt tình cảm còn dễ xảy ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Nguyên nhân bắt nguồn từ thái độ lạnh nhạt suốt thời gian qua của bản mệnh. Tình cảm cần phải được bồi đắp thường xuyên, đừng luôn viện cớ bận rộn để bao biện cho sự vô tâm của mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ. Ngọ, hợi màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. 4, tuổi Mão ngày 22 tháng 9 năm 2024 xem bói tử vi hôm nay, tài chính của tuổi Mão không được ổn định. Con giáp này đã cố gắng dành tiết kiệm một khoản nhưng mất kiểm soát nên có thể phải dùng tiền này ra để tiêu pha bản mệnh nên xem lại cách sử dụng tiền của mình sao cho hiệu quả hơn. Trong ngày Lục Dung, mối quan hệ của tuổi Mão lúc này không được tốt, công việc không thuận lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên nhiều xung đột, không có được tiếng nói chung. Thậm chí con giáp này còn có thể phải thay đổi vị trí hoặc chuyển sang bộ phận khác bù lại cát thần mang lại niềm vui và tiếng cười cho tuổi mão và nhờ đó năng lượng của con giáp này có sức lan tỏa rõ rệt. Có rất nhiều người bị hấp dẫn từ nụ cười và cử chỉ của bản mệnh. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ 13 giờ quý nhân phù trợ, tỵ, tí màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu. Nam Tuổi Thìn ngày 22 tháng 9 năm 2024 hôm nay, tuổi Thìn dễ vướng phải tranh cãi với đồng nghiệp, đôi bên đều cứng đầu không ai chịu nhường nhau. Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng này, rất có thể đôi bên sẽ rơi vào cục diện bế tắc, không giải quyết được công việc. Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng khó mà bình yên. Dù vợ chồng bản mệnh chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ chuyện bé xé ra to. Khi xích mích nổ ra, cả bản mệnh và nửa kia đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng vì nóng giận mà nói năng hoặc hành xử gây tổn thương cho đối phương. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ 1 giờ quý nhân phù trợ, tí, dần màu sắc cát tường, vàng, nâu. 6. Tuổi tỵ ngày 22 tháng 9 năm 2024 chủ nhật ngày hôm nay, tuổi tỵ có cơ hội kiếm tiền, sớm cải thiện thu nhập. Thậm chí nếu cầu công danh cũng rất thuận lợi, con giáp này có tính cách ôn hòa. Cư xử khéo léo nên chiếm được cảm tình của nhiều người, cho nên khi gặp khó khăn sẽ có người sẵn lòng hỗ trợ. Tuổi tỵ còn có trí tuệ đáng ngưỡng mộ sức sáng tạo tuyệt vời nên được lãnh đạo đánh giá rất cao về năng lực hãy tận dụng sự ủng hộ này để phát huy năng lực của mình hơn nữa điều đó rất tốt cho mục tiêu thăng tiến trong tương lai của bản mệnh vận trình tình yêu thăng hoa càng khiến bản mệnh có thêm động lực để chăm chỉ trong công việc nửa kia luôn là chỗ dựa vững chắc cũng như an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng bản mệnh Hãy luôn trân trọng hạnh phúc mà mình đang may mắn sở hữu. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ 3 giờ quý nhân phù trợ, Sửu Dậu màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Bảy Tuổi ngọ ngày 22 tháng 9 năm 2024 ngày hôm nay tài tinh mang tới vận may tiền bạc cho tuổi ngọ. Con giáp này nhận được phần thưởng hoặc khoản tiền lớn từ ai đó mà không cần nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn thận với cái bẫy đi kèm, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tham lam. Cục diện hỏa khắc kim phần nào ảnh hưởng đến đường tình duyên của tuổi ngọ con giáp này không gặp nhiều may mắn người độc thân nên bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ đừng nên vội vàng đến với một ai đó có thể cả đôi bên đều chưa thực sự chắc chắn về tình cảm của mình ngoài ra tình hình sức khỏe của tuổi ngọ không được như ý con giáp này nên cẩn trọng với đồ ăn hơn nếu không rất dễ bị mộ độc thức ăn không nên la cả quán xá quá nhiều vì có thể sẽ khiến mình ăn phải thực phẩm không đảm bảo Giờ tốt trong ngày 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ. Mùi, thân màu sắc cát tường, tím, đỏ. 8. Tuổi Mùi ngày 22 tháng 9 năm 2024 Mùi có thể hành động mù quáng, thiếu lý trí, thậm chí là liều lĩnh trong công việc dù có tính tình thẳng thắn nhưng bản mệnh lại không suy nghĩ kỹ càng. Dễ tin theo những lời suối bẩy của người ngoài. Trên phương diện tình cảm, tuổi mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Dù còn độc thân đi chăng nữa, con giáp này cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để ràng tin theo lời tán tỉnh của người khác. Đặc biệt, những người đã lập gia đình càng cần phải biết giữ mình. Trước khi buông thả bản thân, hãy nghĩ đến người thân, đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất và làm ảnh hưởng đến con đường tiến thân của mình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ, mão, ngọ màu sắc cát tường, nâu, xám. 9 Tuổi thân ngày 22 tháng 9 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày hôm nay, tuổi thân có cơ hội được nâng đỡ trong công việc. Mọi việc đang diễn ra hết sức trôi chảy. Con giáp này được tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Ngày này các hoạt động giao tiếp, trao đổi công việc diễn ra rất thuận lợi. Quá trình trao đổi công việc bản mệnh và đồng nghiệp đạt được sự thống nhất khá nhanh ở nhiều hạng mục nhờ vậy mà dễ dàng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người vận trình tình duyên cũng vượng sắc đào hoa nở rộ đây là dấu hiệu cho thấy người độc thân sắp tìm thấy tình yêu của đời mình bản mệnh nên nắm bắt cơ hội trước mắt đừng để lỡ người trong định mệnh của mình giờ tốt trong ngày 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tí màu sắc cát tường, vàng, trắng. 10. Tuổi dậu ngày 22 tháng 9 năm 2024 theo tử vi hàng ngày Chủ nhật, cát tinh mang lại sức sáng tạo mãnh liệt cho tuổi dậu, khiến con giáp này khó khăn trong việc kiểm soát những ý tưởng bay bổng. Bản mệnh cần chọn lọc để áp dụng được chúng điều quan trọng là hiệu quả thực tế trong ngày ngũ hành kim sinh thủy may mắn là mối quan hệ giữa tuổi dậu và người thân vẫn luôn tốt đẹp hãy tâm sự những điều khó xử với nửa kia của mình đối phương chính là người thấu hiểu con giáp này nhất và có thể đưa cho bản mệnh những hướng giải quyết vấn đề đúng đắn Thời gian này tuổi dậu suy nghĩ quá nhiều và đó là nguyên nhân con giáp này stress và hậu quả là giảm cân hoặc tăng cân mất kiểm soát. Có thể bản mệnh cho rằng việc suy nghĩ là cần thiết nhưng thực ra chúng đang khiến bản mệnh bớt đi sự nhanh nhảy vốn có. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ 19 giờ quý nhân phù trợ, tị, mùi màu sắc cát tường. Bạch kim, xám. 11 tuổi tuất, ngày 22 tháng 9 năm 2024 tuất, dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Tuy nhiên, nếu không làm việc gì có trái với lương tâm, bản mệnh không cần phải lo lắng hay bối rối. Bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai và mọi người sẽ hiểu được. Nếu có kế hoạch gì muốn thực hiện trong ngày mới này, tuổi tuất cũng nên suy tính thật kỹ càng chứ không nên hành động một cách mù quáng, thiếu lý trí. Hãy thử xin ý kiến của những người đi trước xem sao, con giáp này sẽ có nước đi đúng đắn hơn. Trên phương diện tình cảm, một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng này đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe đối phương. Biết đâu bản mệnh sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai. Giờ tốt trong ngày, một giờ ba giờ quý nhân phù trợ, dần, ngọ màu sắc cát tường, vàng, cam. Mười tuổi hợi ngày 22 tháng 9 năm 2024 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi hợi vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn giấy làm gì cũng dễ dàng đạt được thành công nếu con giáp này có ý định triển khai kế hoạch quan trọng thì có thể tiến hành ngay các mối quan hệ xã giao của tuổi hợi cũng diễn ra hết sức suôn sẻ điều này có lợi cho việc hợp tác làm ăn ký kết hợp đồng lợi nhuận nhờ vậy cũng tăng khá nhanh giúp thu nhập của bản mệnh sớm cải thiện đúng như mong ước từ lâu Tuy nhiên hôm nay tình cảm lứa đôi có thể vì thế bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này nên kiềm chế những lời nói có thể gây tổn thương cho nửa kia kẻo tình cảm không thể nguyên vẹn như ban đầu. Trước khi phát ngôn hãy đặt bản thân vào vị trí của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ 7 giờ quý nhân phù trợ, mùi, mão màu sắc cát tường, đen, xanh lam.